Bài hôm trước rất là khó, tôi nhắc lại một chút để cho chúng ta có cái hình dung. Hôm trước là chúng ta học cái bài là thực chất là mở rộng của cái bài số 3 của cái bài bài số 3 của cái phần hàm số ở trong cuốn sách nhà tiên 10. Thế cái bài cuối cùng của phần hàm số trong cuốn sách tiên 10 cái đồ tri thức ấy, là nói về cái vùng cái miền tác dụng của biến. Tức là nôm na là cái bài đó là tức là học cái cách mà chúng ta phân biệt được cái miền tác dụng của biến tổng thể và biến địa phương ở trong trong Python. Đấy thì cái này thì cái phần này vì cái phần bài hôm trước tôi mở rộng một chút mà thật ra nó rất quan trọng thì tôi sẽ nhắc lại một chút nhé. Tức là ở trong Python thì biến nhớ được cái miền tác dụng của biến nhớ nó là như thế nào. Thì đây tôi nhắc lại một chút để chúng ta có hình dung nhé. Tức là cái miền tác dụng của cái biến nhớ của cái biến đấy, khái niệm biến đấy ở trong Python ấy là được quy định như thế nào, là cái miền tác dụng của biến nhớ ở trong Python được quy định bởi cái namespace mà nó nằm trong. Chúng ta nhắc lại một chút là mỗi một cái biến đều nằm trong một cái namespace của riêng mình, thì nó là chỉ cái phạm vi miền tác dụng là ở trong cái phạm vi của cái namespace. Thì cái từ này là cái từ mà nó không có ở trong sách giáo khoa mà nó hơi cao một chút. Thì tôi tạo cái từ này là tạo định nó là cái từ là không gian tên nhé. Không gian tên. Đấy. Tức là mỗi một cái biến khi mà chúng ta khởi tạo ra thì nó bắt buộc phải nằm chỉ ở trong một cái không gian tên thôi. Đấy. Mà ở trong Python thì có nhiều không gian tên mà các không gian tên này là nó độc lập với nhau, độc lập hoàn toàn với nhau. Một biến không thể nằm nằm trong cả hai, không phải nằm trong hai không gian tên, nó chỉ nằm trong một không gian tên thôi. Đó. Thì cái miền tác dụng của biến đó phải được quyết định bởi cái không gian tên đó nhé. Chúng ta rất quan trọng. Thì tôi muốn bảo là làm chút nhé. Thì ở trong Python thì nó có một không gian tên mà đầu tiên được tạo ra ngay khi ta chạy chương trình, đó là không gian tên tổng thể. Tôi gọi là không gian tên tổng thể nhé. Thì những cái biến nào mà được tạo ra trong không gian tên tổng thể này thì gọi là biến tổng thể. Trong này nó quản lý các cái biến tổng thể. Đấy, chúng ta chú ý nhé, biến tổng thể. Tất cả những biến nào được tạo ra bên ngoài các cái hàm thì đều là biến tổng thể hết. Thì cái khái niệm này là giống như ở trong Pascal. Ngoài ra thì trong mỗi một hàm, trong mỗi một cái hàm thì nó có một không gian tên riêng của cái hàm đó. Đấy. Thì không gian riêng của hàm đó được gọi là không gian tên địa phương nhé. Như vậy là không gian tên địa phương đấy, không gian tên địa phương là nó đi liền với từng cái hàm một. Trong trình chúng ta có 5 hàm thì có 5 không gian tên địa phương đó. Thì các cái biến mà được mô tả trong hàm thì được quy định là sẽ được tạo ra trong không gian tên địa phương đó, được gọi là biến địa phương. Đấy, như vậy chứ. Biến địa phương. Được chưa nào? Và các không gian tên này thì hoạt động là độc lập với nhau, chú ý nhé, hoàn toàn độc lập với nhau. Trong một không gian tên ý, trong một cái namespace không gian tên thì không cho phép là hai tên biến là trùng nhau, nhưng mà hai không gian tên khác nhau thì được phép là trùng tên nhau. Do đó cho nên là ở trong Python thì trong một hàm có thể tạo ra các biến là trùng với tên của các cái biến tổng thể thoải mái. Bên ngoài chúng ta tạo ra cái biến là x, y, z thì là bên ngoài. Ở trong một cái hàm nào đó, def một cái hàm nào đó, ở trong hàm chúng ta thao đặt là x bằng y bằng z bằng thoải mái, không sao hết nhé. Thì những cái biến mà khai báo bên trong hàm này nó gọi là biến địa phương, nó được quy định bởi cái không gian tên này. Còn cái biến này được quy định bởi không gian tên này. Họ thì đây là điểm rất là khác biệt so với Pascal và C. Pascal và C thì biến khai báo bên ngoài hàm thì có tác dụng ở bên trong hàm, và bên trong hàm thì không được định nghĩa lại nữa. Bên đó là có tác dụng ở trong tất cả chương trình, trong tất cả các hàm. Còn ở trong Python thì không phải như vậy. Mỗi một hàm là một không gian tên riêng, bên ngoài là một không gian tên riêng đó.
và các con sang tên là hoạt động độc lập với nhau, độc lập với nhau. Đây, chúng ta chú ý. Thì đây là điểm rất là khác biệt, và do vậy là biến trong thể thì không có tác dụng ở bên trong bên trong một hàng, hay không ở bên trong trong không gian tên địa phương, vì là ở trong Python thì mỗi một cái namespace không gian tên nó hoạt động độc lập với nhau. Đấy. Đấy. Nhưng mà khi chúng ta chạy một tạo một chương trình đấy, thì nó có là một cái nó có thể có một cái không gian tên chung tổng thể và nhiều không gian tên địa phương riêng cho mỗi một hàm. Đấy. Thì những không gian tên của hàm này nó chỉ có tác dụng khi mà chúng ta chạy hàm, khi cho thoát ra khỏi hàm nó mất đi. Đó, thì đây là các không gian tên địa phương nhé. Đấy. Còn đây là không gian tên tổng thể nhé. Đấy. Đây là không gian tên tổng thể. Đây là các cái không gian tên địa phương cho chúng ta chú ý. Sau đó đây là biến tổng thể thì không có tác động ở bên trong một cái hàm, và ngược lại biến ở trong hàm, biến địa phương không có động ra bên ngoài hàm, bởi vì là mỗi một cái biến đó là nó nằm trong cái, nó được quản lý bởi không gian tên riêng của mình. Đó. Thì đó là cái điểm chúng ta chú ý nhé. Rồi hôm trước tôi nói thêm một ý nữa là khi mà chúng ta định nghĩa một cái hàm, mà cho hàm đó nó có những cái tham số ví dụ như là x, y, z như thế này đó, được chưa? Đấy, như thế này thì hỏi là khi mà gọi hàm thì giá trị được truyền vào trong hàm như thế nào? Đấy, thì hôm trước tôi đã cần phần này, phần này cũng rất quan trọng. Khi tôi gọi hàm, ví dụ là hàm f này, a, b, khi gọi hàm nhé, đây là gọi hàm, thì cái biến abc nó truyền vào hàm như thế nào? Thì nó truyền như sau: nó truyền vào hàm là nó truyền như là các cái đối tượng ở trong cái hàm này, nó có cái hàm f này, nó có một cái không gian tên riêng. Khi chúng ta định nghĩa là cái hàm f thì nó có các tham số đầu vào là x, y, z, thì suy ra là máy sẽ tạo ra các cái biến nhớ x, y, z ở bên trong cái không gian tên địa phương của f. Đây là cái không gian tên địa phương của f, không gian tên địa phương của f đó. Thì không gian tên địa phương của f nó có các tạo ra cái biến là x, y và z. Như vậy khi khi chúng ta khai báo một cái hàm mà có những cái tham số đầu vào, thì tham số đầu vào này nó sẽ chính là nó được tạo ra các cái tên ở trong cái không gian tên địa phương của hàm hàm đó. Khi mà nó gọi hàm đây, khi nó gọi hàm, khi mà tôi gọi cái hàm f đây nhé, thì bản thân abc là các cái có cái biến ở bên ngoài hàm, thì abc là nó chỉ vào các cái đối tượng là abc nhé. Ví dụ như là a nó chỉ vào cái đối tượng này, b nó trỏ vào cái đối tượng này, và c trỏ vào đối tượng này. Đấy. Khi gọi hàm thì là máy sẽ tạo ra các biến nhớ là x, y, z, và x thì nó sẽ trỏ vào đây. Đấy, nhưng mà là cái a này được truyền vào bên trong hàm như là một đối tượng dữ liệu, và x thì nó truyền qua nó truyền vào qua hàm nó truyền vào hàm qua cái biến x thì nó trỏ vào a, cái y này nó trỏ vào b, và z nó trỏ vào c, trỏ vào cái đối tượng c. Như vậy khi mà truyền dữ liệu vào, khi mà nó gọi hàm thì ở bên trong cái hàm f này, thì cái abc nó là cái là cái đối tượng dữ liệu nó được truyền vào bên trong hàm, là như vậy, là được chưa? Như vậy về truyền này là truyền đối tượng dữ liệu, chứ không phải như là truyền ở trong Pascal là truyền trị hoặc là truyền biến tham trị hoặc tham biến. Thằng này không, thằng này là luôn luôn truyền là truyền đối tượng dữ liệu được truyền vào. Vậy khi mà truyền vào bên trong thì đây cái đối tượng a nó truyền vào bên trong hàm, truyền bên trong này, đối tượng b này, đối tượng c nó truyền vào. Được chưa? Thì đó là cách mà tôi vừa mô tả hôm trước đấy. Thì khi cái đối tượng này nó là khả biến, nó là bất biến, thì cái việc truyền này nó rất giống cái truyền truyền tham trị của Pascal. Nhưng mà những đối tượng ABC này nếu nó là khả biến thì là phức tạp. Thì ở trong cái hàm f này thì x nó chọn vào cái biến, một biến khả biến, thì chúng ta có thể thay đổi giá trị của cái biến này. Cho nên là
nhiều người nhầm lẫn là nó là truyền kiểu tham biến, giống giống như là Pascal, nhưng không phải. Thực ra nó vẫn truyền là truyền đối tượng dữ liệu. Như vậy là vậy suy ra gì? Suy ra là cái việc truyền dữ liệu qua hàm số, qua hàm ở trong Python, thực chất của nó là truyền gì? Là truyền đối tượng dữ liệu. Truyền đối tượng dữ liệu. Thì đấy là tất cả cái điều mà hôm trước tôi nói nhé. Thì cái này là một số bạn sẽ kêu khó, thì hiển nhiên là cái này tất nhiên nó khó rồi, nhưng mà chúng ta tôi cứ nói để chúng ta ai mà bây giờ chưa hiểu ngay thì chúng ta có thể tìm hiểu dần, chúng ta sẽ hiểu dần thêm. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm một số bài tập nhé, làm một số bài tập mà có một số bạn câu hỏi tôi thì tôi biết tôi sẽ làm một vài bài liên quan đến hàm để cho chúng ta hình dung nhé. Bây giờ sửa như thế này đây. Có một bạn rồi, cô chưa đấy, các bạn hỏi tôi làm cái bài là cho trước hai sâu S1, S2, bây giờ tìm ra cái sâu tìm ra cái sâu con đầu cái sâu con đầu lớn nhất, là cái sâu con đầu là cái sâu con ở đầu ấy là lớn nhất của S1, S2. Ví dụ như này, ví dụ như là S1 tôi cho nó bằng, ví dụ như nó bằng là A, B, C, D, E, F như này. S2 thì nó là kia. Cái bài tập là gì? Bài tập là tìm số con chung hay là số con đầu lớn nhất nhỉ? Nhé. Số con chung đầu không? Cần số chung phần đầu không? Vì bài 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 này là A, B, C, 1, 2, 3. Đấy thì cái phần đầu của nó chỉ là cái số con chung là S, thì nó sẽ bằng chính là chỉ bằng là ABC. Được chưa? Thì đây là cái bài này, cái bài này là như vậy, là có hai cái kiểu hiểu đồ bài. Một là tìm cái sâu con chung mà ở đầu lớn nhất của S1, S2, còn mà cách hai khó hơn là tìm một số con chung mà lớn nhất, thì nó sáu con một con một chút. Nhưng mà tôi làm cả hai phương án nhé. Bài phán một là gì? Một là chúng ta là một cái hàm số là tìm số con chung nhé, là nó gọi là gì, tôi gọi là string, thì là như này nhé. Đó, tôi dùng cái từ là prefix thì đúng không nhé? Prefix là số con chung đầu nhé. Đây, S1 phải S2. Ví dụ như là S1 lấy S2 đây thì cái hàm này sẽ trả lại cái số con chính là ABC. Đấy. Được chưa? Chúng ta làm thử bằng cái bài này nhé. Nếu làm mà tìm cái số con đầu là prefix, là cái phần đầu chung mà lớn nhất ấy, thì rất là dễ. Chúng ta chỉ việc gì? Chúng ta chỉ việc mà cho một cái biến y chạy từ 0 cho đến cái chiều dài của cái sâu ngắn nhất, nhỏ nhất của S1 và S2. Đấy, vừa đưa chưa lại và là S2. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra cái tự thứ y đấy, xem nó có nằm chung cho cả hai. Nằm chung cho cả hai thì chúng ta đưa vào cái sâu sâu con, còn không nằm chung thì chúng ta sẽ dừng chương trình. Để tôi làm như sau nhé. Đây, mình làm như sau này. Tôi lấy một cái tạo ra một số S, là cái đáp số này. Số S được lên cho nó bằng là sâu rỗng này. Sau đó tôi dùng là làm for cũng được, làm for for hoặc dùng while cũng được. For nhé, for i in range, range theo cái giá trị là cái số nhỏ nhất giữa chiều dài S1 và S2, chính là cái hàm min của S1, S2, hàm min của len, nhầm, S1 phẩy len S2 nhé, len S2 đấy. Tôi bị thường ở chỗ nào, không len. Tôi kiểm tra lại nhưng sao nó sai vậy này.
Đây như cái min này là cái hàm min còn thiếu một dấu, mà còn thiếu một dấu 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 ngoặc nữa. Đây chúng ta đây nhé, min lên len S1 len S2 nhưng mà ta thiếu một dấu ngoặc nữa. Đấy, thế này mới đúng nhá. Thì cho y mà chạy theo từ 0 cho đến cái min của len S1 S2 tức là nhé. Sau đó chúng ta kiểm tra thôi. Bây giờ là if if và đây kiểm tra, bây giờ là if S1 y nhé mà là bằng S2, nếu hai cái này còn bằng nhau ấy, hai cái này và hai còn bằng nhau ấy thì chúng ta sẽ đưa vào, thì chúng ta đưa vào mà đưa vào S, S bằng S cộng với S1 y. Còn nếu mà ngược lại nó khác nhau thì chúng ta dừng ngay. Else thì chúng ta dừng ngay, chúng ta dùng lệnh là break, chúng ta dừng. Thì sau lệnh này chúng ta sẽ return S. Đây thì đây là cái hàm này là hàm, chính là cái hàm mà trả lại là cái prefix, là cái số con đầu chung lớn nhất của S1 và S2 nhé. Tôi kiểm tra xem nào. Chưa nhắc lại nhé, cho y chạy từ 0 cho đến cái chiều dài ngắn nhất của S1 và S2, cái độ ngắn nhất. Xong kiểm tra từng cái tự một, thế nó giống nhau thì nó vẫn nằm trong số con chung, chúng ta đưa vào cái S, thì còn nó khác nhau là tức là dừng chương trình lại ngay. Bây giờ ta kiểm tra cái lệnh nhà cái prefix nhé, prefix của S1 phải S2 đấy, nó là ABC. Okay. Bây giờ tôi sẽ làm cái bài số 2. Bài số 2 là tìm số con chung. Nó sẽ phức tạp hơn. Ví dụ như ví dụ là S1 tôi lấy S1 tôi lấy S2, tôi lấy S2 bằng ví dụ như là x y, sau đó mới là a b c ở đây. A b c d, sau đó mới là 1 2 3 4 này. Như thế này thì cái số con chung là số con giữa chữ a b c d đây này. A b c d là số con chung này đấy nhé. Thì vấn đề bài này thì có nhiều nhiều cách làm, nhưng mà tôi mô tả cách đơn giản nhất đấy là chúng ta đi tìm tất cả các số con chung, các cái số con của S1, xong kiểm tra nó có nằm trong S2 hay không đấy. Nó nằm trong mà chúng ta lưu lại cái giá trị là lớn nhất nhé. Đấy, thì làm như sau này, có thể làm cách như sau nhé. Cái này tôi làm cái này thì nó thật không được tối ưu lắm, chúng ta phân tích sau, chúng ta sẽ làm tối ưu sau sau, nhưng mà tôi làm cho nó đúng đấy, gọi là làm dùng cái tư duy tự nhiên, là thuật toán châu bò đấy nhé. Đặt tên là nó là factor nhé, sinh của S1 phải S2. Làm như sau này, cái làm mà tôi có nó tìm tất cả các cái số con của S1, tìm tất cả đi, nó sẽ hơi chậm một tí. Nó hơi cái làm này nó hơi chậm một chút. Bây giờ xem có cái nào còn nhanh hơn được không nhé. Thật ra còn nhanh hơn rồi đấy, nhưng mà thôi được, tôi cứ làm, các bạn sẽ về nhà, các bạn sẽ làm tiếp cái bài này cho nó tối ưu hơn, nhưng mà tôi sẽ làm một phương án nó không tối ưu lắm nhưng mà nó dễ hiểu. Dễ hiểu. Tức là tìm tất cả các cái số con của S1, kiểm tra xem nó có nằm trong số S2 hay không. Nếu có thì chúng ta sẽ lưu lại kết quả là lưu lại cái số hiện thời đó. Sau đó thì chúng ta sẽ sau cùng chúng ta kiểm tra với một cái giá trị max và sẽ trả lại giá trị max đó nhé. Rồi, cho là như sau này, chúng ta lưu cái sâu mà cần phải tìm, đặt tên nó là sắp đi nhé. Là chỉ kết quả đấy. Đầu tiên chúng ta là cái này bằng là sâu rỗng này. Nó đặt đặt cái hàm là len max này, là cái số con độ dài của cái số con max đó thì tôi đặt bằng không, được chưa? Rồi sau đó thì tôi sẽ đi tìm tất cả các số con của S1 thì làm như sau nhé. Đây tôi để cho for i
Tôi cho for in range nhé. Từ 0 cho đến len của tôi là bằng lên cho tiện hơn nhé. Tôi đặt n bằng len của, để cho khỏi viết lại cái len hơi dài, S1 nhé. Đó. Sau đó thì là cho y chạy từ 0 cho đến n, hoặc là n trừ 1, 0 cho đến n đi. N nhé. Sau đó là for g in range, từ 0 từ y trở từ từ y trở đi cho đến n cho đến n. Đấy, như vậy là được chưa? Đấy, thì cái số con này này là cái là tôi lấy cái số con của nó là s từ y đến 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 g nhé. Y g là hai, y chạy từ 0 cho đến n cho n trừ 1, còn g chạy từ y cho đến cho n trừ 1. Thì với mỗi một cái y như vậy, chúng ta tìm số con là bắt đầu từ y và kết thúc tại g nhé. Kiểm tra số con đó có nằm ở trong S2 hay không. Nếu có thì chúng ta so sánh cái độ dài của nó với cái len max kia. Nếu mà nó nhỏ hơn thì chúng ta sẽ lớn hơn thì chúng ta sẽ lưu cái kết quả. Được chưa? Rồi tôi làm nhé. Tôi kiểm tra này, if này, if cái số con là S1, số con bắt đầu từ y đó, đây. Kết thúc tại g chính là g cộng 1. Đây là chỉ là cái đây chính là cái số con. Đây chính là cái số con này có độ dài là y, là y đến g có độ dài là g trừ y cộng 1 nhé. Nếu cái này mà nằm trong S2 đó, nếu nằm trong S2 ta làm như sau này. S2 kiểm tra nhé. Kiểm tra là if mà cái độ dài của nó, nên mà if mà g trừ y cộng 1 là cái độ dài của cái độ dài của số này này. Đấy. Nếu cái số này mà lớn hơn landmark, chúng ta sẽ lưu lại. Thì chúng ta sẽ lưu lại như sau, lưu lại là landmark bằng g trừ y cộng 1, và chúng ta lưu cái sắp này. Cái sắp này bằng bằng chính là bằng là S1 y g cộng 1. Đấy. Vậy chúng ta tìm, đây là tìm tìm tất cả các cái số con của S1, kiểm tra xem nằm trong số S2 hay không. Cái làm này nó không tối ưu, nhưng mà nó dễ hiểu. Giờ tới đây chúng ta sẽ return. Đây là cái bài này là tìm tất cả các cái số con của số con chung hoặc tìm tìm ra số con chung cực đại của S1 và S2. Đã kiểm tra đúng không nhé? Bây giờ chạy thử này. Ui rồi. Đi sang chỗ này thiếu đây chữ N, chúng ta lại cái này nhé. Làm cái này hay ra chúng ta có thể dễ dàng, tôi copy dễ dàng chạy luôn được. Nên chỗ này bị sai, chỗ này là N. Đấy. Kiểm tra nè. Kiểm tra sẽ là sắp mà str của cái hàm S1 và S2 sẽ nó có đúng là ABCD không? Nhưng mà đúng thì ta mới đúng. Đấy, đúng là ABCD. Đấy, như vậy chúng ta có cái hai hàm, đây là cái hàm tìm cái số con chung lớn nhất của S1 S2. Cái làm này là không tối ưu. Không, chưa tối ưu. Độ phức tạp của nó là rất lớn luôn. Cái này là nếu các bạn mà tìm hiểu thêm nhé thì cái năm lớp 10 thì chúng ta chưa cần biết gì đến chưa cần học đến khái niệm là độ phức tạp hay tính tối ưu của chương trình, nhưng mà từ lớp 11 trở đi là bắt đầu học đến cái độ phức tạp, thì bây giờ giáo viên sẽ phải biết, sẽ phải học và sẽ phải biết cái khái niệm đó, và chúng ta phải phân tích được là cái bài này là cái độ phức tạp nó là bao nhiêu. Đấy, thì tôi xin nói nhanh các bạn nhé. Tôi cho là hai cái này là có độ dài là bằng nhau đi, thì đây này, thì đây là hai vòng lọc mà hai vòng lọc được có độ dài là gần đến n cả, trên hai vòng lọc này độ dài độ phức tạp của nó là n bình phương. Cái hàm này, cái hàm if này này, kiểm tra này, cái hàm if này có độ phức tạp là n. Mình suy ra là cái hàm cái bài này là cái bài này nó có độ phức tạp là n mũ 3, là không tối ưu lắm.
Thế rồi, cái này cái hàm này nó có độ phức tạp thời gian là ô n mũ 3. Thì sau này các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Chúng ta cái bài này chúng ta có thể giảm, tối ưu hóa đi để chúng ta giảm thời gian chạy. Nhưng mà cái đó là phần phần sau. Chúng ta là cái bước bắt đầu thì chúng ta chỉ cần học học đến cái đó nhé. Đấy. Đây chúng ta phải dùng cái khái niệm slicing. Đây chính là khái niệm slicing này. Đấy, slicing của SC. Bây giờ chúng ta sẽ làm bây giờ chúng ta có thể cùng nhau làm một bài tập khác nhé. Giờ chúng ta làm cái bài tập sau đây này là bây giờ viết một cái hàm, chúng ta viết một cái hàm không dùng hàm sort, viết một cái hàm là sắp xếp một cái dãy theo thứ tăng dần và trả lại dãy đó. Đầu vào chúng ta làm dãy A nhé, bất kỳ 2, 1, 8, 0, 10, 4, 5, 3, ví dụ nhé. Chúng ta phải làm một cái hàm, ví dụ như là sắp xếp chẳng hạn, sắp xếp đầu vào là A, và hàm này là trả lại một dãy mới là sắp xếp cái A theo thứ tăng dần, nhưng bản thân cái A đó là giữ nguyên, là không thay đổi. Thì chúng ta hãy làm ra đó nhé. Bài này nếu mà ta làm nhanh chúng ta dùng hàm sort, sau chúng ta dùng hàm sort thịt là ra, nhưng mà đây là tôi muốn là chúng ta làm phải làm từ đầu. Thế thì cái muốn tả các bạn cái thuật toán sắp xếp một cái dãy số ở mức độ thuật toán sắp xếp là rất là đơn giản. Tức là cái làm như sau này, chúng ta sẽ bây giờ muốn sắp xếp dãy A này mà muốn cho A không thay đổi khi thoát ra ấy. Đấy, tôi nói lại nhé, cái hàm này khi chúng ta chạy nhé thì cái đối tượng là cái dãy A đó được truyền vào bên trong hàm và bên bên trong cái hàm này nó là một cái namespace, và cái namespace đó nó có tạo một cái biến cũng là biến A nữa. Như vậy là ở bên ngoài có biến là biến A chỉ vào cái dãy này, ở bên tổng thể có cái biến A được chỉ vào cái dãy này, ở bên trong cái hàm này nó cũng có một cái biến nữa là biến A cũng chỉ vào đây, cũng chỉ vào đây đó. Thế là như vậy, đây khi chúng ta gọi hàm, khi chúng ta định nghĩa cái hàm này thì là thì ở, ở thì máy nó sẽ tạo ra một cái biến địa phương tất là A. Như vậy ở trong ở trong hàm có một cái biến địa phương là A, ở bên ngoài có biến tổng thể là A, hai bên đó là đồng loạt với nhau nhưng mà cùng trỏ và cùng 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 một cái đối tượng này. Do đó khi mà chúng ta mà sắp xếp trong trong A trong dãy trong hàm này, khi chúng ta mà thay đổi vị trí các hai phần tử của A ấy, thì bên ngoài này nó cũng thay đổi theo vì đối tượng A nó không thay đổi. Đấy, cho nên vậy nếu mà chúng ta muốn là cái dãy A này khi thoát ra khỏi cái hàm này mà vẫn giữ nguyên ấy, thì chúng ta phải sao lưu nó ra một cái bản khác để chúng ta làm trên đó. Chúng ta phải làm lệnh, chúng ta đặt một cái biến là B, thì có thể là đặt cái biến là A nhé, bằng A copy hoàn toàn được như này. Thì cái này là như sau này, khi đặt cái này nhé thì như sau này. A ở đây A là gì? A ở đây là khi tôi gọi hàm nhé, khi tôi gọi hàm thì máy trong trong hàm này máy sẽ tạo ra một cái biến địa phương cũng là A, tên là A, trùng cái này, trùng cái tham số này, và cái biến địa phương này này sẽ trỏ vào đây. Khi chúng ta gọi cái hàm là a.copy thì máy tạo ra một cái bản sao của A, một cái bản sao của A nhưng không phải là A, là một đối tượng khác A, đối tượng là khác khác dãy này nhưng cùng giá trị dãy này, và gán vào cái biến A này. Đó, như vậy ở khi chạy tới đây nhé thì cái biến A này đã chỉ vào một đối tượng khác không phải là đối tượng này nữa. Đó, khi chúng ta sắp xếp lại cái dãy A ở bên trong này thì nó không ảnh hưởng gì đến bên ngoài nữa. Đấy, chỗ này hơi khó. Nếu mà không có cái này nhé thì khi sắp xếp lại thì nó sẽ ảnh hưởng tới bên ngoài. Bây giờ tôi enter làm tôi làm này. Cách sắp xếp là chúng ta là như sau, chúng ta sẽ mà dùng cách dùng thuật toán sắp xếp theo kiểu là đoạn châu bò nó tự nhiên. Chúng ta tìm tất cả các cặp y cặp y mà y nhỏ hơn g, thì nếu mà y nhỏ hơn g mà a y lớn a g thì chúng ta đổi chỗ hai phần tử. Đây làm như sau, for đúng tên for y in range len a, sau đó là for g in range, không cần gì, in là y cộng 1 này,
Lên A. Lên A. Vì cần ta tìm trên cặp tất cả cặp y sao cho là y nhỏ hơn g, thì như vậy ta đây là có thể g chạy từ y cộng 1 để bảo đảm là lại là y nhỏ hơn g. Yeah. Thôi chúng ta kiểm tra if, nếu mà if, nếu mà ai mẹ lớn hơn là g đấy, tức là y nhỏ hơn g mà ai lớn là g, như vậy ai g này không không đúng chỗ, ta phải đổi chỗ lại, thì cái lệnh đổi chỗ là như sau: ai phẩy ag bằng, đây là cái lệnh đổi chỗ hai phần tử ở trong ở ở trong Python, nó rất là ngắn như thế này. Đấy. Được chưa? Đấy. Sau đó chúng ta ra đây chúng ta return return a. Ta enter nhé. Đấy. Thì cái hàm này nó sẽ hàm này nó sẽ trả lại là một cái dãy mới, như vậy là ở đây có thấy cái giá trị trả lại của một cái hàm ở trong này, nó là một cái, nó là một cái dãy, nó là một cái list, như vậy nó rất là hàm, nó không trả lại, nó không phải là số, nó không phải là số mà nó là một list. Thì cái hàm này ở đây tôi gọi, như tôi viết là sắp xếp này, tôi gọi này sắp xếp a thì nó sẽ trả lại ngay giá trị là của cái hàm ạ, của dãy a đã được sắp xếp theo thứ tăng dần đây, 0 1 2 3 nhưng a không thay đổi, a nó vẫn như cũ, a vẫn như cũ đây, a không thay đổi. Nếu chúng ta mà bỏ lại đi, bỏ cái này đi nhá, thì khi thoát ra là a sẽ đổi luôn. Chú ý nhé, khác khác nhau đấy nhé. Chuyện này, cái lệnh này tuy là nó không quan trọng nhưng mà nó rất là đặc biệt. Thì thế đây, chính đây là chỗ khó, là một chỗ, là một trong chỗ khó nhất của khó mà rất nhiều người là còn không rõ và nhiều không hiểu gì cả. Tôi lại ý nghĩa vì sao cần lại cái lệnh này nhé. Nếu mà không có lệnh này thì cái hàm này khi gọi hàm thì máy nó sẽ tạo ra là cái biến a là ở bên trong lòng cái hàm này, cái biến a này là biến địa phương nhưng mà trỏ cùng vào cái đối tượng này, cùng trỏ vào đối tượng. Vì sao? Vì chúng ta biết rồi là khi mà truyền dữ liệu vào, truyền ở trong Python là trong hàm là truyền đối tượng dữ liệu, tôi đã vừa vừa nói đâu, cách truyền dữ liệu ở trong trong Python là truyền đối tượng dữ liệu. Sau đó cho nên là nếu không có lệnh này nhé thì a nó sẽ trỏ đúng vào cái này. Trên khi chúng ta thay đổi cái lệnh này là lệnh nó sẽ thay đổi giá trị của a nhưng mà đối tượng a không thay đổi, cho nên khi mà chúng ta trả về a thì cái a này này nó chính là cái a này, do đó cho nên là nó sẽ thay đổi theo. Còn khi chúng ta đặt là a bằng a chấm copy thì bản thân cái lệnh này nó tạo ra một đối tượng khác nhưng giá trị là có giá trị là trùng với cái đối tượng này, đối tượng là khác nhưng giá trị là cùng nó và gán vào cái biến a địa phương này. Như vậy lệnh này, sau lệnh này thì a ở đây nó không trỏ vào đối tượng này nữa mà nó trỏ vào một đối tượng khác, giống giống như vậy. Và chúng ta sẽ xếp lại thì khi thoát ra nó sẽ ra một cái khác. Các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ là sửa tạm lại nhé, để tôi copy cái này lại. Là các bạn xem nhé, để tôi, các bạn thấy rất rõ. Đây, bây giờ đổi tên cái hàm này là sắp xếp một nhé. Và bây giờ tôi bỏ cái lệnh này đi, bỏ đi. Thì vẫn được. Là sắp xếp nữa. Nhưng mà cái lệnh này ở cái hàm mới này này, cái hàm mới này này thì cái a ở trong toàn bộ chỗ này này, ở trong toàn bộ chỗ này thì cái a của chúng ta là trỏ vào đâu? A là trỏ vào đúng cái này, trỏ vào đúng cái này. Cho khi a mà thay đổi lại đây thì thoát ra là a nó cũng thay đổi. Tôi chạy thử bạn xem nhé, đây này. Rồi, bây giờ tôi viết, tôi làm cái lệnh là một, hàm một nhé. A này. Enter a này, a cũng thay đổi theo luôn đấy, đấy. Chuyện nó khác nhau nữa, cho nên cái bài này là cái bài mà đầu bài yêu cầu là tạo ra một cái hàm mà sắp xếp lại cái dãy a ở bên ngoài nhưng mà yêu cầu là a không thay đổi, thì chúng ta phải thêm lệnh này. Chỗ này là chỗ hơi khó đấy, chỗ này là chỗ tương đối khó của Python. Một chút tôi nói rồi là đối với kiểu dữ liệu là khả biến, thì đối với dãy thì cái lệnh b bằng a này không bảo đảm để lưu dữ liệu, lưu là lưu dữ liệu a để cất đi, vì cái lệnh b bằng a, cái lệnh là gán bằng bằng một cái đối tượng khác ở trong Python là cái lệnh như sau, là cái lệnh là máy nó sẽ cho cái biến b đó cùng trỏ vào một đối tượng a.
Đấy, cho nên là nó lệnh này không, nó không bảo đảm cái chuyện là nó tạo ra một cái bản copy. Đấy, như vậy là ở trong Python nhé, giả sử A đây, A chúng ta đang trỏ vào một cái đối tượng đây nhé, tôi gõ lệnh là B bằng A thì lập tức là B cũng sẽ trỏ vào đây. Đấy. Chứ cái lệnh này ở trong Python không bảo đảm rằng là sao lưu một bản của A mà cất đi, mà lệnh này nó sẽ nó không đúng, nhất là đối với dữ liệu là khả biến, còn bất biến thì đúng, còn khả biến thì là không không đúng. Thì đối với khả biến nhé, thì chúng ta có thể chúng ta lưu lưu vào đây rồi thì A tôi tác động vào A như nào thì B cũng tác động hệt như vậy, vì tất cả cùng trỏ vào một đối tượng này. Ví dụ dùng cái lệnh là A append append x gì, thì khi chạy xong cái này thì B nó cũng thay đổi theo, vì B và A cùng trỏ vào đối tượng này, bạn chú ý. Cho nên cái lệnh này này nó chỉ có ý nghĩa là sao lưu đúng thật sự ở trong Python, nếu mà biến A này này, A là đối tượng dữ liệu là bất biến, ví dụ A là số, số thực là số nguyên là sâu thì đúng, thì nó giống như Pascal có nghĩa đúng như vậy. Nhưng nếu A là dãy là list thì nó không đúng nữa, vì list là cái dữ liệu là khả biến, chúng ta có thể thay đổi dữ liệu, thay đổi giá trị của đối tượng đó mà không làm thay đổi đối tượng. Ở trong Python chúng ta luôn phải phân biệt khái niệm là đối tượng và cái giá trị của nó, hai cái là phân biệt với nhau nhé. Đó, chúng ta chú ý. Bây giờ tôi sẽ làm một bài tập nữa cho các bạn xem nhé, và chúng ta cùng okay, các bạn chúng ta có hiểu nhỉ? Đây. Bây giờ làm bài tập nữa nhé. Bài tập là như thế này. Bây giờ bài tập sau này. Bây giờ là bài tập là cho dãy A nhé, cho dãy A này. Bây giờ hãy tạo ra dãy B, tạo dãy B. À, tạo dãy B bao gồm các phần tử là nguyên tố của A. Cái này tôi đã làm rồi ha, làm chưa nhỉ, nguyên tố của A. Thì bài này chúng ta phải muốn làm bài này chúng ta phải phải làm phải tạo trước một cái phải tạo trước một cái hàm là hàm kiểm tra nguyên tố trước, sau đó chúng ta mới mới làm cái bài này. Thì bây tôi làm bài này ở trên trong trong này nhé, trong chương trình nhé. Đây. Làm cái bài đơn giản thôi, là cho trước này, cho dãy A bây giờ tạo tạo dãy B, hay là viết cái hàm để trả lại dãy B bao gồm các số nguyên tố của A. Thế này tôi sẽ phải tạo làm trước cái hàm là hàm hàm nguyên tố trước, sau chúng ta sẽ làm cái hàm để tạo dãy B nhé. Bây giờ làm như sau này, thứ nhất là tôi làm cái hàm 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 nguyên tố trước nhé. Đầu tiên là hàm prime, mà hàm này kiểm tra xem n có phải là nguyên tố hay không. Đấy. Đấy, thì bây giờ tôi làm bài này làm mức độ đơn đơn giản thôi nhé. Đơn giản là tôi chỉ việc như sau này, tôi sẽ tính đặt c bằng không, và tôi sẽ đếm xem là c là số các ước số thực sự của n, sau đó là n sẽ làm nguyên tố khi chỉ khi lại là c bằng 1 nhé. Và tôi for i in range từ một đến n, từ một đến n đây này, sau đó kiểm tra if mà n mà chia cho i mà bằng không, nếu mà y là ước của n thì tăng c lên một đơn vị. À, một độ đơn giản nhé. Rồi sau từ n sẽ là nguyên tố khi là c bằng 1, tôi sẽ dùng từ là return luôn, return c bằng 1. Nếu c bằng 1 thì nó đúng, thì lại n là nguyên tố.
còn C không bằng 1 thì không phải nguyên tố. Nhưng đây chính là cái hàm mà trả lời đúng nếu mà N là nguyên tố. Bây giờ là bài bài của chúng ta nhé. Bài của chúng ta là def nguyên tố ở đây nhé. Bài này là bài sẽ trả lại cái dãy con, trả lại một dãy con của dãy A bao gồm một số nguyên tố của A. Bài này làm rất đơn giản như sau nhé. Đây cái bài này. Đây. Tôi đặt tạo B là một dãy rỗng này. Sau đó kiểm tra, sau đó là for x in A. Tra if prime x thì tôi bổ sung vào B. Append x. Sau đó là tôi return return x, return b. Đấy. Thì nó sẽ bài này nó sẽ trả lại dãy B là tất cả các số nguyên tố từ A. Và thử tôi viết nhé, tôi làm bằng chương trình này, làm chạy thử nhé. Đây. Đây là chương trình chính nhé. Chương trình chính. Nó khởi đặt A bằng cái này. A là 1, 2, 5, 7, 11, 8, 9, 23. Đấy, vị như này nhé. Đấy. Sau tôi đặt B bằng là sắp nguyên tố của A. Sau đó tôi print B ra. Kiểm tra xem đúng cái B nó đúng là dãy các cái print B này. Ghi lại nhé. Bài này là tôi ghi đây. Hôm nay chúng ta là bài số 8. B8. Dãy quang nguyên tố nhé, đặt tên dãy quang nguyên tố. Đấy, chạy thử nhé. Xem nó in ra những số nào ở ở trong cái dãy này. Chạy thử này. Đấy là 2, 5, 7, 11, 2, 3 này. 2, 5, 7, 11, 8, 9 không phải là 2, 3. Đấy, như vậy là đúng rồi nhé. Chúng ta có thể... Các bạn đã hiểu chưa? Vậy là cái đây là cái bài đơn giản. Đi vào này cho em sửa đi một chút nhé. Thì làm như nào? Bài này sửa một chút là như thế này. Là bây giờ trả lời B không phải là bây giờ trả lời B là các số nguyên tố của A đúng rồi, nhưng mà là phải các số nguyên tố là khác nhau, giữa A có hai phần tử trùng nhau thì B không phải có đồng trong B, thì làm như nào? Em bây giờ làm cách hai nhé. Bài này tôi mới sửa lại một chút là tôi B tức là các cái số nguyên tố của A nhưng mà được mà không được phép trùng nhau. Thì rất đơn giản như sau, là tôi sửa như sau nhé. Chỗ này tôi sửa chỗ này thôi, là nếu x là nguyên tố thì tôi kiểm tra x gì mà không thuộc B thì mới đưa vào B. Họ lại là ngay chỗ này này, ngay chỗ này nhé, kiểm tra này này. For x in A, if x not in B thì chúng ta sẽ kiểm tra chỗ này. 1, 2, 3, 4. Vậy là thêm một lệnh if nữa thôi. If x is not in B, chúng ta kiểm tra xem sao sẽ đưa vào. Giả sử những việc tôi có các số trùng nhau, ví dụ là đây cũng là 7 này, đây cũng là 7 này, đây cũng là 2 này, thì máy sẽ bảo đảm là không có chuyện là hai số số 27 là không không được không được phép trùng nhau một lần nữa. Đây, ta chạy thử nhé. Nó cũng chỉ là 2 5 7 và 13 23 thôi. Nhưng mà chúng ta sửa đi một chút nhé. Vậy là cho dãy A tạo dãy B bao gồm các số nguyên tố khác nhau của A. Số nguyên tố khác nhau được chưa? Đấy. Bây giờ tôi làm thêm một bài tập nữa nhé. Bài tập này là như sau này. Bài tập này là cho trước một cái số n, bây giờ cần tìm ra tất cả các cái cần chỉ ra các tất cả các ức số nguyên tố của n. Bài này như sau này, viết được cái hàm mà
tạo ra dãy các ước số nguyên tố của n. Ví dụ như là n bằng 10, thì in ra cái dãy chúng ta tác dụng chúng ta phải in ra chỉ là dãy hai số là gì, là 2 và 5, được chưa? Nếu mà n bằng 12, 12 nó sẽ là 12, thì cái dãy của chúng ta sẽ là các ước số nguyên tố của 2 sẽ là 2 và 3. Bài này khó, bài này hơi khó đấy. Bài này cách 1 là chúng ta sử dụng lại cái hàm nguyên tố này, và chúng ta cách 1 nhé, tìm số tuổi của em hiện tại. Chúng ta sẽ làm theo hai cách nhé. Cách 1 là cách chúng ta làm tìm ra số tuổi của chị đây. Cách 1 là cách làm mà là không tối ưu nhé. Bây giờ tôi làm cho các bạn là cách 1 này. Cách 1 là chúng ta sử dụng lại cái hàm nguyên tố này. Đấy. Và chúng ta kiểm tra xong các ước số của n, tìm xong các ước của n, cái nào là số nguyên tố chúng ta in ra, chúng ta đưa vào. Cách 1 nhé. Như sau này. Chúng ta dùng lại cái hàm này. Cái một là như sau, chúng ta dùng để cái hàm này, chúng ta dùng hàm đếm nhé, là dãy dãy ước nguyên tố nhé. Thôi tao làm đi, đừng có hỏi nữa. Dãy ước nguyên tố nhé. Gì cũng hỏi á, tôi cũng phải học vậy. Đây, đầu bài là dãy ước nguyên tố nhé, n. Đây tôi làm, bây tôi làm theo cách là cách 1 là sử dụng cái hàm này, và cách 1 là không tối ưu, nó rất là chậm. Mà cách hai tôi sẽ làm cách hai là cách làm chuẩn hơn, là cách một nhé, là tôi chỉ việc kiểm tra tất cả các số từ 1 cho đến n, xong kiểm tra xem nó có phải là nguyên tố không, là ước của n không. Nếu là ước của n, chúng ta sẽ đưa vào cái dãy b nhé. Đấy. Vì cái hàm này là hàm sẽ tạo ra dãy các ước số nguyên tố của n, là như sau này. Tôi viết là b bằng và for này, for i in range, cái range thì 2 cho đến là n cộng 1, thì cái n nhé, cái n. Sau đó kiểm tra vì là if n mà i là ước của n ở đây, đồng thời là i là nguyên tố. Đấy. Sử dụng cái hàm này là hàm trên này là hàm là nguyên tố, thì chúng ta sẽ đưa vào kiểm tra, nếu y là ước của n đồng thời y là nguyên tố thì chúng ta sẽ đưa vào b. Đấy. Và chúng ta sẽ return b. Đấy. Tôi làm thử nhé. Thử cái bài này, chúng tôi thử in ra cái print kia chính chính đấy, in ra cái hàm là dãy ước n ước nguyên tố của 10. Chúng ta ghi ra cái hàm là dãy ước nguyên tố. Chạy thử nhé. Thì nó ghi là 25 này, đúng nhé. Bây giờ cho cái này nó là 20 đi. 20 nó sẽ phải là gì? Đây là ô tô lớn thì lấy cái tổng này cộng bốn, tại vì ô tô 20 thì nó là 2 x 25, nó phải, nó vẫn là 25. 20 thì nó vẫn là 25. Đấy, vẫn là 25. Còn 21 thì nó sẽ là 37 đấy.
Cái này đúng rồi nhé, nhưng mà nó cái này nó không tối ưu. Bây giờ tôi sẽ làm các bạn cách thứ hai, nó sẽ tối ưu hơn. Cách thứ hai này cách thứ hai này không cần dùng cái hàm prime một này. Cách hai là chúng ta suy từ cái điều sau đây này. Cách hai suy từ như này. Cách thứ hai là như này nhé. Tôi sẽ mô tả các bạn cách thứ hai. Hay là cách thứ hai mà chúng ta nên biết. Tôi viết cái hàm là hàm dãy ước nguyên tố nhé, dùng từ u đi, nt. Rồi cái hai như sau này, cái hai như sau chúng ta suy được điều sau đây này, tức là với mỗi một cái số tự nhiên n bất kỳ thì cái ước số mà khác một nhỏ nhất của n luôn là nguyên tố. Đấy. Ta suy ra được cái điều sau, suy ra được cái điều này. Tức là với mọi n thì cái ước nhỏ nhất khác một của n luôn là nguyên tố, được chưa? Thì vậy bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta cho cái biến k chạy từ hai trở đi. Nếu gặp một cái giá trị mà là ước của n đầu tiên thì suy ra nó chính là cái ước là nguyên tố. Sau chúng ta sẽ giảm n bằng cách là n chia cho k, n chia cho k, cho đến khi không chia được nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp cứ như vậy. Thì cái làm như sau nhé, đây cái làm bài này làm rất đơn giản như sau. Đây, chúng ta đặt đầu tiên là k bằng 2 nhé. Đặt k bằng 2 và sau đó chúng ta sẽ cho cái vòng lặp nào mà n còn lớn hơn 1 thì chúng ta còn làm nhé. N còn lớn hơn 1 thì chúng ta còn là còn bằng 1 thì ta dừng lại. Tôi phải đọc thêm một cái nữa đây. Tôi phải thêm cái b là cái đầu ra, b là cái dãy không đây nhé, để chống nhé. Đặt k bằng 2 này. Đấy. Sau đó tôi sẽ đây. Tôi sẽ làm tăng k lên cho đến khi nào mà k là ước của n thì tôi dừng lại như y mà n mà chia cho k, n k không phải là ước của n ở đây. Đấy. Nếu mà lịch sử của n chia k mà là khác không, chứng tỏ là k từ nào mà k chưa phải là ước của n thì chúng ta còn tăng k lên một đơn vị. Đấy, tăng. Được chưa? Như vậy khi dừng ở đây này, ở tới đây này, tới đây là dừng rồi này, thì khi mà dừng ở đây rồi chứng tỏ là k là ước của n, chính là k là cái ước đầu tiên của n, và suy ra k chính là số cần tìm, là số đầu tiên, thì chúng ta sẽ bổ sung k vào cái dãy. Đấy. Sau đó chúng ta phải giảm n đi, giảm n, giảm cho đến hết thì thôi. Chúng ta làm như sau này, y đành phải giảm như này, y này, y n chia cho k mà còn bằng không thì chúng ta còn giảm đi, thì chúng ta còn giảm, để chúng ta còn giảm, chúng ta mà n vẫn là k thì chúng ta sẽ cho n bằng n chia cho k. Đấy. Được chưa? Vậy chúng ta cần hai vòng lặp này, thế là xong. Và ra tới đây chúng ta sẽ return. Nên rất là nhanh, cái làm là rất là nhanh mà không cần cái hàm mà kiểm tra nguyên tố. Đấy, như ở bên ngoài này nó chỉ là lọc đúng n lần nhé, cái vòng lặp này nó tăng lên, sau đó là sẽ chia cho k, chia cho k đó, rất là nhanh. Cho nên cái hàm này, bản thân cái hàm cách hai này là nó chỉ mất có n thời gian, trong khi đó cái hàm này rất phức tạp. Hàm này là cái vòng lọc là n thời gian, trong khi đó cái hàm này là phải hàm này cũng mất n thời gian nữa đó. Cái hàm prime này, hàm prime là hàm mất n thời gian, n thời gian. Vì suy ra cái làm nhất này là mất n bình phương thời gian, trong khi đó cái hàm thứ hai là mất n thời gian thôi. Rồi cái hàm thứ hai là hơn hẳn luôn. Chúng ta chạy thử nhé, cái bài này thứ hai là bài là dạy UNT, chúng ta sửa cái này là UNT. Đang đúng nha. UNT.
21 này. Ồ. Dãy UNT. UNT. Sai chỗ nào nhỉ? Name error, chúng ta kiểm tra một chút nha. Dễ lắm. Phân biệt chữ hoa thường hay sao thầy? Thường phải dây đấy chứ, đây là À, chữ chữ D, hoa, đúng không? Chữ D đúng Chữ không D thầy? ở đây chúng ta sửa cho này thành chữ D, vì chữ D viết thường nhé. Chạy thử cái này vẫn là 37, bây giờ sửa cái này thôi, sửa chỗ này nó là to hơn một tí đi, 210 đi, sửa nó là 2357 chắc là đúng là cái gì được chưa. Đấy. Vậy đây chúng ta cái bài này, các bạn thấy cái bài này là cái ý hay của nó là gì, là cách số 2 này là chúng ta suy từ cái điều là gì, là cái ước số mà nhỏ nhất của một số tự nhiên bao giờ là có bao giờ cũng là nguyên tố. Như vậy chúng ta chỉ cần tìm số nhỏ nhất chúng ta chia ra, sau chúng ta chia chia ra chia ra cho đến khi nào mà không chia nữa chúng ta sẽ quay lại chúng ta làm tiếp. Thì cái bài số cách cách làm thứ hai này sẽ suy được cách thứ ba là như này nhé. Chúng ta làm một bài tập số 3 đi, là bài số 3 là bài như sau. Bài số 3 đây là cho trước cái số n, bây giờ hãy viết ra cái khai triển n thành 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 các tích các nguyên tố. Đây, bài thứ ba là bài này nhé. À, cho trước cho số tự nhiên n nhé, nên là hãy tìm cái khai triển n thành tích. Thành tích các thử tố nguyên tố. Ví dụ như là n bằng 10 thì nó sẽ phải in ra dãy các ba số là gì? Dãy ba số là cho dãy đi là hai và 5. Nếu n bằng 12 thì nó phải in ra là 2 2 3. 2 2 3 là tích của 2 × 2 × 3, tích của nguyên tố. Đấy. Thì bài này là tuy trông còn một cổng là chỉ là khó, nhưng bài này sẽ suy 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 trực tiếp từ cái bài trước này, suy trực tiếp từ 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 cái bài này luôn. Đấy. Tức là cũng suy như sau này, chúng ta suy được như sau này, suy được từ cái điều là cái ước số nhỏ nhất của một số tự nhiên luôn là số nguyên tố, thì chúng ta sẽ tìm cái số đó, tìm số đầu tiên đó nhỏ nhất đó, sao cho chia n cho số đó, chúng ta lại tìm tiếp. Như vậy là cái bài này nó giống như cái bài này, giống cái bài này, nhưng chúng ta không cần thiết phải có cái lệnh này nữa. Đấy, tôi làm thử cho bạn xem nhé. Đây, làm luôn này. Dép này là phân tích nguyên tố được biết rồi, thì bài này nó sẽ trả lại cái dãy con, một cái dãy là các cái tích các là dãy các thử các số nguyên tố là một cái tích của nó bằng bằng n. Đấy, bài này là bức giải như sau nhé. Bài này là chúng ta suy từ cách làm của bài trước, chúng ta viết là b bằng như thế này, sau là k cũng bằng 2. Đấy, sau đó chúng ta làm như sau. Đây, nó suy từ cái bài này này, ta làm y hệt như này luôn, y hệt, nhưng mà chúng ta không cần cái lệnh này nhé. Chúng ta làm như sau này, y n mà lớn hơn 1 thì chúng ta còn làm nhé. Sau đó là gì? Sau đó là y chừng nào mà n mà chia cho k mà khác không. Đấy. Thì chúng ta tăng k lên một đơn vị. Tới đây hết là lọc y này thì chúng ta b chúng ta append cái k này, k chỉ là số nguyên tố đầu tiên, k thứ hai này chúng ta
tăng dần k lên cho đến khi nào mà k là ước của n thì ta dừng lại, ta đưa k vào b, sau đó chúng ta giảm n đi, n bằng n này thôi, chúng ta không giảm lần thôi, sau đó chúng ta kết thúc luôn. À đây chúng ta sẽ return luôn. Thì đây chính là cái bài cần tìm rất đơn giản, vì tôi làm thử nhé, tôi print kết quả, print ra cái hàm là phân tích ví dụ như là 25 chẳng hạn, đang chạy nhé. Bài này là bài phân tích ra từ số nguyên tố, chạy thử xem là nó có phải là 5 năm không nhé. Đây này, chạy thử 5 năm. Bây giờ tôi sửa cái này thành 100 này, nó sẽ là 2255. Bây giờ tôi sửa cái này thành 12 này, nó sẽ là 223. Như vậy là cái mà cái làm này cũng rất là nhanh, chỉ cần chúng ta phân tích tí cái bài này, nó là độ phức tạp của nó chính là n luôn, n. Đấy, không cần phải, không cần bất cứ một cái hàm nào để tính số nguyên tố cả. Đó, như vậy tôi vừa mới trình bày các bạn một số những cái hàm, đúng không nào? Hàm ở trong Python là nó rất là thuận tiện, nó là một cái công cụ rất là mạnh luôn, rất là mạnh, giống như là Pascal và C. Thì như vậy là Python với ngôn ngữ lập trình của một cao nó cũng giống như là Pascal C, là ngôn ngữ lập trình mà hỗ trợ gọi lập trình và cấu trúc ấy. Rất là mạnh. Cái cách tổ chức chương trình, cách viết hàm, rồi cách phân tích ra thành các cái module của Python là hoàn toàn giống như là Pascal và C. Và ở chỗ này các bạn hoàn toàn sử dụng tất cả các kiến thức của bạn đã biết về Pascal, chúng ta chuyển sang, chúng ta dạy rất dễ dàng cho học sinh. Chỉ nhớ một số chú ý mà được tôi vừa nói, một số những cái điều mà cần phải nhớ thôi. Về cái chuyện là truyền dữ liệu qua tham số của hàm này, cần phải chú ý này, là chuyển đổi số, và hai là chú ý phân biệt cái khái niệm biến động thể và biến địa phương. Biến địa phương thì giống hệt như là Pascal, còn biến động thể là nó khác biệt. Đó. Vì cái biến cái chuyện cái truyền dữ liệu qua hàm và hàm qua bằng 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 đối tượng ấy, thì chúng ta chỉ quan tâm đến đối tượng đó là list, là khả biến thì cần chú ý. Còn đối với đối tượng nó là sâu, nó là số thì nó giống hệt như là Pascal. Đối với sâu và số giống hệt Pascal, không khác một tí gì cả. Còn đối với dãy, đối với list thì chúng ta phải chú ý. Thì nó có sự khác biệt rất là lớn. Được rồi. Đó, như vậy là tôi vừa mới trình bày xong một phần của cái phần thứ tư, là cái phần liên quan đến hàm. Vì hôm nay chúng ta sẽ phần còn lại chúng ta sẽ tôi sẽ nói sang cái chuyện là kiểm thử và gỡ lỗi, cũng là một cái phần của trong sách tin 10. Nhưng mà theo tôi cái phần này là phần nó không theo tôi là nó không phải là phần chính. Nó là kiến thức phụ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải dạy, chúng ta phải biết. Thì cái bài đầu tiên của chúng ta, tôi nói các bạn là chúng ta sẽ học về cái bài là chúng ta phân loại lỗi ở trong Python. Chúng ta chú ý. Chúng ta học xong cái bài hôm nay là chính là cái bài là phân loại lỗi của chương trình Python. Và đây cũng là cái phần nó khác biệt so với Pascal và C, khác hẳn luôn. Vì Python là chương trình là thông dịch, còn Pascal và C là chương trình là biên dịch. Thì bây giờ tôi sẽ làm lần nữa để chúng ta hình dung nhé. Như vậy là cái chương trình thông dịch và biên dịch khác nhau như thế nào? Đây, chương trình tôi sẽ cho các bạn Python là cái chương trình là thông dịch mà chúng ta vẫn từ nãy giờ chúng ta làm hoàn toàn chương trình đấy. Còn đối với là thông dịch đấy, còn Pascal và C là chương trình biên dịch. Đấy, thì chúng ta đây nhé, thì khác nhau như nào?
Giả sử chúng ta trong Pascal chúng ta lập trình vào một cái file đuôi pass đây, lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3, lệnh 4, lệnh 5, lệnh lệnh thì n nhá. Đây là một cái file đuôi pass nào đó nhé. Hoặc là một cái file đuôi là cpp nào đó nhé. Bây giờ khi chúng ta viết xong chúng ta chạy nó thì nó là thế nào? Khi chúng ta chạy nó nhé thì máy sẽ làm như sau, máy sẽ thực hiện qua hai bước. Bước 1 là máy sẽ chuyển sang mã máy. Máy sẽ nó gọi là biên dịch dịch sang mã máy, tức là tạo cái file exe. Và cái bước số 2 là máy chạy tệp exe đó, chạy tệp exe ở trong đĩa hoặc là trong bộ nhớ. Nhưng mà nó qua hai bước. Thì cái bước 1 này là nó gọi là bước này là bước biên dịch. Cái bước này là bước như sau, cái bước này là bước dịch, là bước hay nó gọi là bước biên dịch. Thì cái bước này là chương trình sẽ sao? Chương trình sẽ chỉ kiểm tra lỗi cú pháp thôi. Đấy. Kiểm tra đấy nhé. Biên dịch thì kiểm tra lỗi cú pháp thôi nhé. Còn trình thứ hai này nếu gặp lỗi thì là cái lỗi là sâu hơn, gọi là lỗi logic. Như vậy là ở trong Pascal và C thì gặp lỗi nó sẽ như sau. Khi mà đang dịch ra file exe gặp lỗi thì máy sẽ dừng lại và thông báo lỗi. Dừng lại và thông báo lỗi ở đây. Thông báo lỗi. Và ở đây máy sẽ chỉ rõ ràng là lỗi ở cái dòng nào, lỗi như thế nào. Thì tất cả cái đó là đều là lỗi cú pháp. Cú pháp hết. Cú pháp hết nhé. Đấy. Còn khi ra mã máy rồi. Thì mà máy nó toàn là số 0101 thôi. Mà khi gặp lỗi ở trong mã máy thì máy nó sẽ văng ra, dừng lại và văng ra. Thì cái lỗi ở đây này là cái lỗi này là lỗi lỗi văng ra, lỗi văng ra. Thì lỗi này người ta gọi là lỗi runtime. Thì cái lỗi này này thì người ta gọi chung là lỗi logic. Là lỗi logic chung từ như vậy nhé. Còn là lỗi thứ ba là chạy không vang ra, chạy xong rồi ra kết quả nhưng mà kết quả sai. Đấy. Chạy cú pháp là hết rồi này, lỗi logic cũng không còn gì cả, chạy chân chu nhưng mà ra kết quả thì sai, thì lỗi đó là lỗi thường là do gì, do thuật toán sai nhé. Hay là chúng ta là lỗi gì đó mà chúng ta không hiểu lắm thì lỗi đó người ta gọi là lỗi ngữ nghĩa. Cái lỗi mà người ta dịch sai nó gọi, chúng ta gọi là lỗi ngữ nghĩa. Như vậy chương trình ở trong Pascal chúng ta biết rồi là về lỗi người ta phải chia làm ba loại lỗi, là lỗi cú pháp, lỗi logic và lỗi ngữ nghĩa. Chẳng hạn lỗi cú pháp là cái lỗi mà là khi dịch ra xa mã máy là phải dê thì máy báo lỗi, thì tất cả lỗi đó là đều lỗi cú pháp hết. Lỗi thứ hai là lỗi runtime error, là chạy ra ba máy và đang chạy nó dừng lại văng ra, thì lỗi thứ hai đó, tất cả lỗi mà vùng thứ hai đó người ta cũng gọi là lỗi logic. Còn loại thứ ba là chương trình chạy xong rồi kết quả ra rồi nhưng không, nó vẫn nhưng mà sai, thì lỗi đó là lỗi ngữ nghĩa. Thấy chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta quay sang bên này, sang Python. Thì phần này là phần này. Nếu các bạn mà hiểu rõ và Pascal này chúng ta chuyển sang Python chúng ta sẽ rất là dễ hiểu, được chưa? Rồi Python nó cũng chỉ của nó cũng có là 1, 2, nó có n dòng hình như vậy, được chưa? Nhưng mà Python là chương trình là thông dịch, tức là như sau: máy sẽ dịch và chạy từng dòng một, máy chạy dòng một, máy dịch và chạy dòng một, máy dạy dịch và chạy dòng hai, vân vân, máy dịch và chạy dòng thứ n đó. Mà khi được gặp lỗi thì nó vang ra ngay. Giả sử gặp dòng thứ n mà gặp lỗi thì máy vang ra và báo lỗi tại dòng thứ n. Đấy. Còn khi mà không lỗi, máy ra hết rồi đến tận n xong rồi thì máy xong báo kết quả. Chúng ta vừa chạy đây thấy đúng không? Nếu gặp lỗi thì máy dừng lại ngay. Đây. Giả sử ở đây nhé, cái hàng nãy đây. Lúc nãy đây tôi làm cái lệnh này, máy báo lỗi ngay này. Giả sử tôi đây là cái dòng lệnh này, tôi viết thừa chữ F thì ở đây thì máy chạy vẫn ngon lành ở trên xuống dưới nhé, và máy sẽ báo lỗi ở cái dòng đó. Đấy.
máy dừng lại và ở trên em chạy bình thường, tới đây thì mình máy mới báo lỗi và máy thông báo cái lỗi đây, attribute error đây, thấy không nào? Máy sẽ bằng ra và báo một cái lỗi. Nhưng mà cặp cái dòng thứ n thì máy sẽ báo lỗi và báo lỗi, được chưa? Đấy thì cái lỗi ở trong tại dòng n này, lỗi này là lỗi bằng ra, thì lỗi này người ta chia làm hai loại. Một là lỗi cú pháp, nó có cái tên đó là syntax error, nó báo lỗi như vậy nhé, error. Còn loại thứ hai là cũng là lỗi nhưng mà không phải lỗi cú pháp, thì có rất nhiều cái từ khác nhau, thì cái lỗi thứ hai này người ta gọi chung là lỗi ngoại lệ. Đây là có mã lỗi, con mà lỗi ngoại lệ là lỗi có mã lỗi, có mã lỗi nghiêm chỉnh, có mã lỗi nghiêm chỉnh, có cái mã lỗi. Ở trong Python thì mọi cái lỗi của chương trình đều là có mã lỗi hết, có mã lỗi hết nhé. Cái mã lỗi là một cái mã lỗi là một cái dòng, một cái tên và nó bắt đầu và kết thúc bằng bằng chữ R ở cuối, chữ R này. Đấy. Và đây cả cái đây là nó là cái mã lỗi. Thì cái mã lỗi này là cái mã lỗi ngoại lệ, được chưa? Bản thân cái syntax error cũng là lỗi nhưng mà cũng là lỗi ngoại lệ, nhưng vì nó đặc biệt thì chúng ta đặt đặt riêng ra. Thì đối với Python nó là một, đối với Python thì nó là một hết, nhưng mà chúng ta tách riêng ra, chúng ta phân tích cho nó dễ thôi. Ví dụ nhé, tôi viết như này là sai, tôi viết ở đây tôi viết là như thế này, tôi viết là như thế này này. Đấy, thử xem nó may lỗi như nào nhé, chạy thử. Đấy, nó lỗi là nó báo là syntax error, thì nó vẫn có chữ error ở cuối, thì nó vẫn là cái mã lỗi. Thật ra đối với Python thì nó vẫn gọi là mã lỗi ngoại lệ, nhưng mà vì chúng ta là dạy cho học sinh, chúng ta phân biệt ra là syntax error là riêng, còn lại tất cả phần còn lại nó là riêng. Đó, thì cái này là lỗi, này là lỗi syntax error, là lỗi cú pháp. Đó, thì bây giờ chúng ta quay lại cái này nhé. Đấy. Như vậy mà đối với Python nó dịch, nó là trình thông dịch từng dòng một, cho nên là lỗi cú pháp máy sẽ báo là syntax error, còn lỗi khác là lỗi lỗi lỗi, lỗi ngoại lệ. Còn nếu mà chương trình mà chạy xong rồi, chạy xong không lỗi gì cả mà kết quả sai, thì cái lỗi này vẫn là lỗi lỗi ngữ nghĩa, lỗi ngữ nghĩa, được chưa? Đó, vậy suy ra là gì? Tổ hợp lại nhé, tổ hợp lại như sau này. Đối với Python thì là lỗi ra chỉ là ba loại. Một là lỗi cú pháp, là lỗi mà lệnh của chúng ta bị sai. Hai là lỗi ngoại lệ, và ba là lỗi ngữ nghĩa. Đấy, như vậy cái định nghĩa là cũng có ba loại giống như là Pascal và C, nhưng mà thực chất nó khác. Lỗi ngữ nghĩa này này thì nó hoàn toàn đồng khớp với lỗi ngữ nghĩa ở bên này, lỗi cú pháp ở đây này hoàn toàn trùng khớp lỗi ở bên này, còn lỗi ngoại lệ là lỗi mà trùng lỗi logic ở bên này. Đây, bạn chú ý nhé. Như vậy là trong Python người ta không không còn từ có cái từ là lỗi logic nữa, mà thay vào đó là chỉ là lỗi ngoại lệ. Ngoại lệ là cái lỗi mà gặp cái lệnh ở trong chương trình, nên đó là chuẩn về 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 mặt cú pháp, nhưng mà máy chạy và báo lỗi do máy không hiểu cái gì đó, thì khi mà gặp lỗi ngoại lệ thì máy sẽ thông báo cái mã lỗi ngoại lệ, được chưa? Như vậy là ở trong Python thì là cái mọi cái lỗi ngoại lệ, đều có mã lỗi hết, đều có mã lỗi. Và chúng ta sẽ căn cứ vào cái mã lỗi này để chúng ta xử lý. Các bạn chú ý nhé. Đây thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Ví dụ đây tôi làm chạy thử cho tôi biết ngay này. Khi tôi viết là một cho không thì máy là báo lỗi. Lúc này chỉ là lỗi là zero division error, các bạn thấy không nào? Đó, division error làm cái lỗi ngoại lệ, làm lỗi ngoại lệ. Ví dụ tôi viết rằng tôi cho a bằng bằng cái em một hai nhé. Sau tôi lại gọi cái phần tử là a5 chẳng hạn, thì máy lập tức máy báo lỗi. Và lỗi này là lỗi là index error. Đấy, các bạn thấy không? Vì tôi viết là tôi làm cái hàm in, tôi chuyển đổi từ từ khâu ra
từ sâu sau tôi để viết là 12.7. Đấy. Vậy là máy sẽ báo một lỗi khác. Lúc này là lỗi nó là value error. Như vậy trong Python có rất nhiều cái lỗi, rất nhiều những cái lỗi ngoại lệ. Syntax error là lỗi cú pháp, còn lại là lỗi, là lỗi, là lỗi ngoại lệ, ngoại lệ hết. Thì mỗi con lỗi ngoại lệ nó có một cái, nó có một cái, nó có một cái mã riêng, đây là nó có một cái mã của nó này, đây là mã lỗi ngoại lệ, và có cái thông báo bằng chữ tiếng Anh là cái nội dung của lỗi ngoại lệ nhé. Bây giờ cho các bạn xem là ở trong sách ấy, thì chúng tôi có ghi lại một số những cái, tôi nhớ là tôi lưu ra một cái file, và đây tôi chờ đợi tôi một chút nhé, thì tôi tìm lại cái cái mã lỗi ngoại lệ mà trong phần tiếp tục ghi không hay tại không. Đây, đây là cái mã lỗi ngoại lệ mà ở trong sách có ghi. Để cho các bạn xem. Đây, thì đây là những lỗi trừ cuối cùng, là cuối cùng là lỗi là syntax error, lỗi cú pháp nhé. Còn zero division error này, index error này, name error, type error, value error, identification error. Thì đây nó ghi rõ là bên phải, ghi rõ là lỗi này xảy ra khi nào. Thì chúng ta chạy quen, chúng ta làm quen, chúng ta sẽ biết ngay à lỗi này là lỗi gì, và chúng ta sẽ dựa vào cái tên này và chúng ta sẽ hiểu à như vậy là lỗi đó, lỗi như vậy đấy, chúng ta sẽ tìm cách chúng ta sửa. Thì người làm, cái người nào lập trình càng nhiều thì càng quen nhiều với các lỗi ngoại lệ khác nhau, chú ý nhé. Thì ở đây các bạn thấy nhé, như vậy là đây ở trong sách chỉ ghi có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái lỗi hay gặp thôi, còn thực tế nó có rất nhiều lỗi. Bây giờ tôi cho các bạn xem là toàn bộ các lỗi nhé, là tất cả các lỗi ngoại lệ ở trong Python hiện có là như thế này. Đây tôi cho các bạn xem với em, chúng ta có thể vào cái em dùng cái lệnh là dir, sau đó là dir, sau đó là vào cái lệnh này là bin in, hơi vỡ tay một chút này, lệnh này. Đấy, thì đây là cái lệnh này là lệnh gì? Cái lệnh này là lệnh nhắc lại, lệnh này là lệnh sẽ hiển thị ra tất cả các cái hàm có sẵn của Python, hàm mặc định. Ngoài ra nó hiển thị cho chúng ta đây, hiển thị cho đây toàn bộ, đây là tất cả những cái lỗi ngoại lệ đây. Chỉ ra một vài cái. Thì cái này thực chất ra nó không, cái này nó không phải là tất cả các lỗi, mà đây cái bản thân cái lệnh mà bin in này là nó, tiện tôi sẽ nói nó là tất cả các cái tên mà Python đang quản lý nha. Thì bây tôi copy để cho các bạn xem, tôi copy cái này ra, tôi sẽ tôi copy vào đâu cho dễ, nó copy vào đây thử nhé cho dễ nhìn. Ôi dài quá, bây giờ nhìn lên khó nhìn lắm, bây giờ tôi phải tôi cho nó vào cái này nhé, tôi cho nó vào một cái file uộc chúng ta dễ nhìn hơn nhé. Đây như đây, như đây là toàn bộ tất cả những em ở đây có vài cái không phải, cái em ở đây nó còn có vài cái không phải đây, tôi xóa đi cái không phải, cái năn là không phải, cái năn là không phải lỗi, năn là cái em là cái năn không phải này, tất cả cái nào một chữ error ở sau chính là lỗi, chính là lỗi. Tất cả là lỗi hết. Cái user code warning là không phải nhé, ta ra cho ta xóa như này. User warning là không phải, chữ warning là không phải, là không phải lỗi ngoại lệ. Thì tôi xóa cái này đi nhé. Còn các bạn thấy có chữ error đằng sau nó chính là rồi. Tôi xóa đi, nốt cái chữ là warning cũng không phải. Warning này không phải. Nhé. Đấy. Thấy nhỉ? Nhưng mà đây là hình trên màn hình của chúng ta là cái ellipse nữa, ellipse đấy không phải, ellipse nó là một hằng số ở trong Python. Đó. Thì đây chính là đây là tất cả các cái lỗi ngoại lệ hiện nay là Python nó đang quản lý. Mà có rất nhiều đúng không nào? Mà trong sách chỉ đưa ra có một vài lệnh thôi, 7 lệnh thôi, 7 cái lỗi thôi. Còn thực chất là trong máy nó có rất là nhiều. Đấy. Được chưa? Rồi thế thì như sau này, thì cái hay của lỗi ngoại lệ gì? Cái hay của lỗi ngoại lệ là chúng ta có thể trong sách không sẽ không nói, mà chúng ta biết thôi là có một số lỗi ngoại lệ chúng ta có thể tìm cách, chúng ta có thể lập trình để tránh không xảy ra lỗi ngoại lệ được. Đấy, cái này rất hay,
cái này có lẽ là đến buổi sau tôi sẽ nói. Còn bây giờ nhân thể ở đây tôi sẽ nói các bạn là nhân thể ở đây này, thì tôi sẽ nói các bạn là cái lệnh binning nó là cái gì, và đây chúng ta ra nhìn nhìn nó là cái gì đây này. Đấy, được chưa? Thầy thử toán luôn nhé. Cái mà các bạn đang nhìn trên màn hình đây nó chính là tập hợp các cái tên chính là các cái tên mà Python quản lý nằm trong một cái namespace, nó gọi là cái namespace mặc định, hay nên nó là bin in namespace. Đây bây giờ tôi mô tả các bạn phần này là phần nâng cao đấy nhé. Như vậy là Python mà hôm trước qua tôi nói là chúng ta có một cái gọi là không gian tên tổng thể, đúng không nào? Nguyễn tôi nói đấy, không gian tên tổng thể. Nè, tiếng Anh của nó là global namespace. Thì đây là cái namespace dùng để quản lý tất cả các cái biến tổng thể của chương trình. Khi mà chúng ta tạo ra một cái biến nằm bên ngoài các cái hàm, ví dụ ta đặt là n bằng 10 chẳng hạn, thì cái không gian tên tổng thể nó là quản lý cái biến n đó. Ngoài ra trong các cái hàm thì mỗi một hàm nó có một cái không gian tên riêng, gọi là không gian tên địa phương nhé, hay nó gọi là local namespace. Và đây nó có cái vị là có những cái biến khác nhé, n bằng 2. Như vậy là trong một cái local namespace này, ở trong một cái không gian tên địa phương này thì là nó quản lý các cái biến ở trong lòng một cái hàm, và nó vì nó quản lý độc lập với cái tổng thể, cho nên là trong một hàm được phép là khai báo cái biến là trùng với biến tổng thể, được chưa? Đó thì cái mà chúng ta nhìn ở đây nó lại làm một cái namespace nữa. Đấy, cái này là cái rất đặc biệt. Cái namespace này nó gọi là bin in namespace, hay là các cái namespace có sẵn nhé. Đây thì nó gọi một cái nữa, nó gọi là bin in namespace, hay là cái này nó gọi là cái không gian tên có sẵn này, từ tự dị hay là mặc định gì có sẵn đó, được chưa? Thì không gian có sẵn là cái gì, là một cái không gian tên mà nó chứa tất cả các cái tên là cái hàm mặc định, hàm có sẵn của Python. Lưu hết đây nhé, hàm có sẵn. Và hai là các cái tên lỗi ngoại lệ có sẵn, hệ thống có sẵn đó. Thì cái này nó là không gian tên có sẵn, hay là bin in namespace. Cái namespace này thì chúng ta không được khai báo biến ở đây, biến thì khai báo ở trong không gian tên tổng thể và không gian tên địa phương thôi, biến không được phép khai báo trong không gian tên có sẵn này. Mà không gian có sẵn là cái nó có sẵn trong chương trình lên, chúng ta bật lên là nó có ngay nhé. Đó thì cách mà đây này, bây tôi vẽ lại cái không kia toàn bộ không gian tên, thì cái không gian tên có sẵn là nó bao trùm ra bên ngoài toàn bộ tất cả những cái tên khác. Đây là không gian tên có sẵn nhé, không gian tên có sẵn, được không? Bên trong nó, khi chúng ta bắt đầu chương trình mà chúng ta khai báo thì nó tạo ra một không gian tên, nó lại không gian tên tổng thể, không gian tên tổng thể. Trong không gian tổng thể này chúng ta khai báo cái biến tổng thể. Ngoài ra trong một hàm thì nó có những cái mỗi hàm nó có một không gian địa phương riêng, tức là không gian tên địa phương một, không gian tên địa phương hai, không gian tên địa phương hai, địa phương một. Thì trong đây là các biến địa phương đó, thấy không nào? Được chưa? Thì mỗi không gian tên là nó quản lý riêng, độc lập riêng hết nhé, không chung với nhau. Nhưng mà gì, ở trong cái hàm, trong một hàm, nếu mà chúng ta truy nhập một cái tên, vì chúng ta biết là x thì bằng a
thì máy sẽ tìm A này, nó kiểm tra xem A có ở trong cái hàm này không, có trong định phương không. Nếu không có thì máy sẽ tìm cái A này ở ở bên tổng thể ở bên ngoài này. Không có, máy sẽ tìm ra bên ngoài nữa. Đấy, như vậy là cách mà máy mà truy cập cái tên là máy tìm tên đó ở ngay trong cái không gian tên của mình ở địa phương. Nếu mà thấy thì dùng luôn, thì thấy dùng trước. Nếu không thấy thì máy sẽ tìm ra ở bên ngoài, là tìm ra không gian tên tổng thể, tức là tìm ra cái global namespace. Nếu thấy thì dùng luôn. Nếu không thấy thì máy lại tìm tiếp ra bên ngoài này nữa. Đấy, thấy không? Cho nên rất là hay luôn. À, tất cả những cái hàm mà chúng ta biết, những cái hàm mà như cái hàm input này, hàm print là những cái đời, những cái tên ở trong cái không gian tên có sẵn này. Cái này là cái rất là sâu sắc nhé. Bây giờ tôi cho các bạn xem rất là hay này. Bây giờ tôi viết như sau nhé. Bây giờ chúng ta biết lệnh print rồi đúng không? Lệnh print này, print là 12 là 3 cộng 7. Đây là lệnh print, làm lệnh print, làm hàm print, là một hàm có sẵn trong Python. Hàm này là cái hàm là nằm trong cái không gian tên mặc định có sẵn. Đây, lệnh print này, nằm lên đây. Đó, nằm cái hàm có sẵn. Thì tôi sẽ dùng bình thường. Khi tôi biết là print 12 3 cộng 7 thì máy sẽ đầu tiên máy sẽ tìm cái print đó ở trong gì? Ở trong cái không gian tên tổng thể đã. Không có, máy mới tìm ra bên ngoài là không gian tên mặc định, là bin in namespace, thì máy tính tìm được ra. Được chưa? Bây giờ tôi hỏi các bạn nhé, bây giờ tôi dùng lệnh là print, viết cái lệnh này print bằng 6 có được không nào? Để tôi hỏi các bạn một chút nhé. Viết là đúng hay sai là có được không? Nè, các bạn trả lời cho nào. Ai biết nào? Viết lệnh print vào 6 là đúng hay sai thì tôi hỏi các bạn như vậy. Có được không? Được, chắc được đó thầy. À, là câu trả lời là được nhé, được. À, khi tôi viết là print bằng 6 thì tức gì, tôi đã tạo ra một cái biến có tên là print. Và biến này là biến gì? Nằm trong cái namespace nào? Nằm trong namespace tổng thể, nằm trong cái không gian tên tổng thể. Enter nhé. Đó. Thì như vậy là đây tôi dùng cái lệnh là global, nhưng hôm trước nhớ lại nhé, cái lệnh này là cái lệnh sẽ chỉ ra những cái biến tổng thể ở trong không gian tên tổng thể, chỉ ra đây, nó có cái print chưa, đây này print của chúng ta là một cái biến, nó là cái biến nó trỏ vào cái số 6, thấy không nào, đây, 6 đây này. Như vậy là ở đây là cái print nó là 6 đúng không nào. Như vậy ở mình ta biết rồi là mỗi namespace là nó hoạt động độc lập, cho nên là chúng ta vừa tạo ra một cái biến mới có tên là print và giá trị nó là bằng 6 nằm trong cái namespace tổng thể. Như vậy là trong namespace tổng thể có cái tên print, và ở trong cái binary namespace cũng có cái lệnh, cũng có print ở trên này, cũng có print. Như vậy là cái lệnh print nằm ở hai nơi. Nằm ở trong cái như chúng ta vừa làm việc như sau, là ở trong không gian tên có sẵn, là có sẵn cái tên là print ở đây nhé, và ở trong cái không gian tên tổng thể cũng có cái print ở đây, print được chưa, đó được chưa. Thế bây giờ ở trong cái không gian tên ở đây nhé, bây giờ chúng ta mà gọi cái lệnh print print 10 thì như nào, thì máy sẽ tìm cái print này, nó tìm cái print ở trong cái không gian tên tổng thể trước, sau đó nó mới tìm lên cái phía trên là cái không gian tên vốn có sẵn mặc định để bin in đấy. Thì ở đây nó tìm thấy như vậy là print là có ở trong không gian tên tổng thể là có, nhưng mà nó sẽ báo, nó hiểu đây là print, đây là 6 mở ngoặc 10 nó sẽ lỗi được chưa nào. Đó, như vậy là ở đây cái lệnh, khi chúng ta đặt cái lệnh là print bằng 6 thì máy đã tạo ra một cái biến ở trong không gian tên tổng thể là bằng 6, và như vậy nó sẽ suy ra rằng cái lệnh print ở trong cái hàm print mặc định nó sẽ không có tác dụng nữa, vì cái lệnh này là lệnh nó được ưu tiên hơn ở trong không gian trong cái namespace tổng thể, nó ưu tiên hơn vì nó nhỏ hơn mà. Đây này, nó bây giờ tổng thể đây ưu tiên hơn là cái ở trên này. Đó. Đấy, như vậy khi chúng ta làm lệnh đó thì như vậy nó, khi chúng ta viết cái lệnh này là nó sẽ làm hủy tác dụng của cái lệnh này đi. Thôi mà chưa có cái này là máy báo lỗi.
Cái đó chúng ta dùng lại là print. Print chúng ta cộng với 20 thì là máy ăn ngay. Mình ra ngay kết quả nó là 26. Vì bây giờ lúc là print print nó là 6 mà. Đấy, được chưa nào? Mình có thấy như vậy. Lệnh print này là hiện tới giờ phút này ở đây này là một cái biến tổng thể nằm trong quản lý của cái không gian tên tổng thể. Bây giờ tôi muốn sử dụng lại cái lệnh print này tôi làm thế nào? Đấy, lệnh print này tôi dùng lại. Tôi chỉ phải xóa, tôi xóa này đi thôi. Lệnh xóa một cái tên là chính là lệnh là đen, tôi dùng lệnh là đen. Đen print thì máy nó sẽ xóa cái biến print này ở trong cái tôi cũng chuyển qua lại global nhé. Global nó không còn, nó sẽ không còn cái, nó sẽ không còn cái print nữa, hết rồi. Và bây giờ khi mà hết rồi thì tôi gọi là print 10 thì máy sẽ hiểu, vì là máy kiểm tra xem cái lệnh print này, cái tên print có hay không ở trong cái tổng thể. Không có, máy sẽ mò lên tìm phía trên, tìm ở trong cái namespace bin in có ở đây, và bây giờ máy chạy rồi, tôi enter. Bạn đã hiểu chưa? Đấy, như vậy tôi vừa mới trình bày xong là cái mạnh hơn nữa là không những là như vậy, là ở trong Python là nó có 3 lớp cơ. Lớp cuối cùng là lớp không gian đen có sẵn, nó lại bin in namespace. Thì bin in namespace là cái mà chúng ta không động vào được, chúng ta chỉ quan sát được thôi. Còn không gian tên tổng thể tức là global namespace thì chúng ta là tạo ra cái biến nằm bên ngoài cái chương trình đấy, nó chính là không gian tên tổng thể. Còn trong mỗi một hàm nó có một cái namespace riêng cho từng hàm một, thì cái đó nó là các không gian tên địa phương. Đấy, thì đây chính là cái cơ chế làm việc quản lý biến trong trong Python, và quản lý hàm luôn, quản lý các cái tên luôn. Thì đây là cái điểm đặc biệt của Python đấy nhá. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Đây khó một chút đúng không ạ? Dạ, em chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào các bạn.